Hay. Như thông báo của tuần trước thì bắt đầu từ tuần này, tức là từ ngày hôm nay trở đi thì Dũng Body sẽ bắt đầu triển khai chuỗi series mới mang tên là Tiếp Sức Mùa Thi GLBT tháng 12. Hãy, ở đây có bạn nào chuẩn bị thi GLBT không ạ? Mọi người thi ở cấp độ nào thì nhớ comment xuống bên dưới nhé. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về chiến dịch livestream lần này của Dũng Body nhé. Về khung giờ thì chúng mình sẽ live vào 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng hàng ngày từ thứ 2 cho tới thứ 6 hàng tuần giờ Việt Nam mọi người nha. Tiếp theo về hình thức thì sẽ là livestream trên fanpage chính thức của Dũng Body, tức là kênh Facebook này. Ngoài ra có bạn nào mà có bận việc này hoặc là các bạn vào muộn ra sớm gì đó thì các bạn có thể xem lại trên YouTube chính thức của Dũng Body Official, được chưa ạ? Tiếp theo là về kế hoạch chi tiết thì trong tháng 10 chúng ta sẽ cùng nhau học thật chắc về kiến thức nền và cụ thể là mình sẽ học trọn bộ từ vựng từ N5 cho tới N1 và các bạn nhớ nốt lịch nhá, hôm nay là thứ hai chúng ta học N5 này thì ngày mai mình học N4, ngày kia mình học N3, dần dần như thế đến N2, N1 được không ạ? Tất cả các cấp độ luôn. Tiếp theo là đến tháng 11, tức là chỉ còn một tháng cuối cùng thôi thì chúng ta sẽ đến giai đoạn thứ hai, đó là tăng tốc về đích. Trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ cùng nhau củng cố tất cả những kiến thức và làm thật nhiều những đề thi thử, rút ra kinh nghiệm, mẹo hoặc là những phương pháp đối phó với từng dạng bài cụ thể hơn mọi người nhé. Ii desu ka? Ok, và ngày hôm nay là buổi đầu tiên nên chúng ta sẽ cùng nhau học về N5 mọi người nha. Đi từ cấp độ dễ nhất, N5. Hãy, buổi 1. Hãy, じゃあもう時間ですから今日の授業始めていきたいと思います。早速勉強しましょう。1番。私の部屋はこの何々の2階です。はい。もう一度ですね。私の部屋はこの何々の2階です。1、エレベーター。2、プール。3、エアコン。4、アパート。はい。皆さんの答えは何番ですか？ Phòng của tôi nằm ở tầng 2 của căn hộ này. はい、いいですね。Quá xuất sắc. はい。じゃあ答えは4番です。アパート。アパート chính là căn hộ. Đúng rồi ạ. Rồi, ở đây mình sẽ có chủ ngữ là 私の部屋は căn phòng của tôi, đúng không? Còn 2階 chính là tầng 2, chính xác. Và như bạn Bảo Long có dịch này, thì căn phòng của tôi ở tầng 2 của căn hộ này. Rất là hợp lý rồi, đúng không mọi người? Các bạn khác có chọn 4 không nhỉ? Ok ですね. 1番, elevator, chúng ta sẽ hiểu là cái gì nhỉ? Cái thang máy, đúng không nào? Thang máy. Số 2, bơi chính là bể bơi. Và số 3, aircon là gì mất lớp mình nhỉ? Aircon chính là cái điều hòa, đúng không? Nhà ai cũng có. Ok, tsugi desu. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2 cả lớp nhé. 2 番, table にお皿と箸を何々ください. Hay. Trong câu này thì mình sẽ có một ngữ pháp đó là về T, kudasai, đúng không? Cả bốn đáp án là bốn động từ đã được chia sẵn sang thể T rồi. Nhiệm vụ của các bạn là chúng ta sẽ tìm một từ vựng phù hợp nhất với ý nghĩa của câu này nào. Hãy, table ni osara to hashi o naninani kudasai. 1, narabete. 2, totte. 3, tabete. 4, aratte. Hãy, 皆さんの答えは何番ですか? Ok ですね. Rồi, đáp án chính xác chính là 1 番, narabete. Ý nghĩa là gì mình nhỉ? Lớp mình nhỉ? 1 番, narabemasu là động từ xếp, đúng không? Sắp xếp ấy. Đó, ở đây chúng ta sẽ có như sau nhé. Teburu là cái bàn, đúng không nào? Osara là đĩa, hashi là đũa. Và người ta đang sai là vete kudasai, một câu ra lệnh sai khiến, đúng không nào? Hãy xếp gì nhỉ? Xếp đĩa và đũa lên trên bàn đi. Giống như các bạn hiểu ngữ cảnh là đang dọn cơm, đúng không? Mẹ có thể sai là con hãy dọn, con hãy sắp xếp đĩa với cả đũa lên trên bàn đi, chuẩn bị ăn cơm thôi chẳng hạn này. Ii desu ka? Wakarimashita ne? Ok, rồi. Số 2, totte. Đố các bạn biết là chia của động từ ra đấy. Động từ gì chia thành totte nhỉ? Và mang nghĩa là gì? Torimasu, đúng không? Torimasu. Hay. Torimasu thì có thể là lấy này, có thể là gì nữa nhỉ? Chụp ảnh đúng không? Shachino torimasu. Hay là mình sai lấy muối đi đúng không? Chio totte kudasai, đúng không? Lấy giúp tôi lọ muối. Số 3, tabete. Động từ này dễ quá rồi. Tabete là ăn đúng không? Gohan wo tabete kudasai, ăn cơm đi. Và cuối cùng, aratte là của động từ araimasu, nghĩa là rửa đúng không? Có thể là rửa mặt này. Kao wo araimasu, rồi là rửa rau chẳng hạn này. Yasai wo aratte kudasai. Hiểu chưa mọi người? Xin hãy sắp xếp đũa và đĩa lên trên bàn. Hãy ii desu yo, Long sa. Ok, sang bàn desu.
はい、3番見てください。3番行きましょう。今日は500何々泳ぎます。今日は500何々泳ぎます。はい。4 đáp án bên dưới sẽ là 4 đơn vị đếm đúng không? 1 độ 2 bằng 3 meter 4 gram. Hay. Ở đây chúng ta có một gợi ý đó chính là về động từ đúng không? Oyogimasu là bơi. Bơi thì người ta sẽ tính theo khoảng cách đúng không? Là mét chẳng hạn này. Đó. Vì vậy mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Ngày hôm nay thì tôi bơi 500 gì? 500 mét chính xác. Meter là đơn vị mét. Ok. Số 1 độ. Độ là để đếm gì nhỉ? Độ ở đây là đơn vị để đếm nhiệt độ đúng không? Ví dụ như là hôm nay 30 độ chẳng hạn. 今日は 30 độ ですね. Thế còn số 2, chữ bang. Bang của mình là số đúng không? Ví dụ từ lúc nãy chúng ta nói khá là nhiều. 1 bang, 2 bang, 3 bang đúng không nào? Còn số 4, từ gram. Gram là gì mọi người nhỉ? Gram chính là gram, đơn vị để đếm trọng lượng đúng không? Hay. 1 gram, 2 gram, vân vân. Gram to imasu ne. Ok, tiếp theo câu số 4, 4 bảng. バスは時間が何々から地下鉄で行きましょう。はい。バスは時間が何々から地下鉄で行きましょう。はい。皆さんの答えは何番ですか ?1、かかりません。2、かかります。3、あります。4、ありません。はい。Phan Huy Vũ 1番の人ですね。Bạn Vũ rất là nhanh, bạn chọn được số 1 rồi này.Các bạn khác chọn số mấy nhỉ? Ở Vũ Sàng phân vân giữa 1 và 2 à? Vừa 1 vừa 2 hả? Trong câu này thì chỉ có hai động từ là kakarimasu và thể phủ định của nó và động từ adimasu, adimasen thôi đúng không? Đúng rồi, Trần Thị Hà My, bạn dịch là tốn. Bạn Minh Tâm chọn 4. Bạn Hà My chọn 1. Cùng một câu mà có khá là nhiều đáp án khác nhau rồi đấy nhỉ? Bạn Bảo Long chọn 2, kakarimasu.Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nhau phân tích câu này tại sao mà mọi người lại chọn nhiều đáp án khác nhau như thế nhá. Đầu tiên đó chính là bát sự chính là cái xe buýt của mình đúng không? Xe buýt này. Tiếp theo, chi cẳng chính là từ thời gian và thật ra nó có thể đi được với cả hai động từ này luôn. Nếu là kakarimasu thì sẽ là tốn thời gian, mất thời gian đúng không? Thì xem các bạn. Rồi, các bạn xem câu này là khẳng định hay phủ định nhỉ? Vì đi xe buýt tốn thời gian cho nên mình hãy...chỉ ca tê chữ đệ, các bạn có nhớ không? Đấy là chỉ cách thức phương tiện đi bằng cái gì? Ikimasho, cái đuôi này là ngữ pháp gì mọi người nhỉ? Là rủ dê đúng không? Chúng ta hãy cùng đi bằng gì? Chỉ ca tê chữ chính là tàu điện ngầm đúng không nào? Vì vậy đáp án là ni bằng desu kakarimasu đúng không ạ? Vì chúng ta hiểu là đi xe buýt nó rất là tốn thời gian ấy mọi người, lâu ấy đúng không? Thế cho nên các bạn này mới rủ nhau là hãy cùng nhau đi tàu điện ngầm nhé.Còn số 1 thì là thể phủ định rồi đúng không? Nó không phù hợp với ý nghĩa của câu này. Số 3 và số 4 là động từ có thời gian. Ví dụ như là vì không có thời gian nên tôi không nấu cơm thì chúng ta mới dùng là arimasen đúng không? Chikan ga arimasen kara ryori o shinai. Được chưa mọi người? Ok. Rồi chúng ta đi tiếp câu số 5, 5 bảng. Hay. 5 bảng desu ne. Kyō wa nani nani ga futte imasu. Kyō wa nani nani ga降っています。1、曇り。2、晴れ。3、風。4、雪。はい。Cả 4 đáp án thì đều là danh từ để đảm bảo được vị trí danh từ đứng trước gác. Ok. Tiếp theo là các bạn có thể dựa vào gợi ý ở đây là động từ 降っています。降ります nghĩa là gì lắm mình nhỉ? Đấy, thì chỉ có một đáp án duy nhất đi được với động từ 降ります, động từ rơi như thế này thôi. Hãy, 何番ですか?答えは、あ、いいですね。có rất là nhiều bạn comment này. Bạn Tấm Chi chọn 4, Đạt Nguyễn Đức đúng không? 4. Bạn Đông Trần cũng 4. Ok ですね. Vì vậy là tất cả các bạn đều làm đúng rồi. Yong vàng des. Yuki chính xác. Yuki là gì nhỉ? Yuki ở đây sẽ có nghĩa là tuyết đúng không nào? Và câu này cũng đơn giản thôi. Hôm nay thì trời có tuyết rơi đúng không nào? Hôm nay tuyết rơi đấy. Hãy. Còn kumori, kumori là gì?Kumori, mây đúng không? Ví dụ hôm nay trời có mây kiểu âm u ấy mọi người thì chỉ là kyo wa kumori desu ne. Hai. Ni bảng hare. Hare là trời. Trời nắng đúng không nào? Kyo wa haremasu. Hai. Yon bảng kaze. Kaze là gió đúng không? Gió thì nó hay đi với động từ là
Phu cự mọi người nha. Phu cự, phu ki mas cơ, chứ không phải là phu di mas. Đấy nè, vì vậy là các bạn có thể học theo cụm từ. Mình biết gió là cái gì rồi, vậy gió thổi là gì đúng không? Biết tuyết là gì rồi, vậy tuyết rơi là gì? Đó, mình rất là khuyến khích các bạn hãy học từ vựng theo cụm từ thay vì học từng từ đơn lẻ. Thì trong quá trình mà chúng ta biết nó ghép với động từ hoặc tính từ là gì ấy, thì mình cũng sẽ phản xạ cai ba nhanh hơn này. Và đi thi mình cũng sẽ làm đúng xác suất nhiều hơn, đúng không? Hãy ikimasu. Tsugi, roku ban. Roku ban desu ne. Mai ban TV の何々を見ます。はい。毎晩テレビの何々を見ます。1、ノート。2、ラジオ。3、ニュース。4、ポスト。はい。何番ですか？ Rồi, số 3, ニュース。Bạn Nguyễn Nhật dịch là thời sự tin tức. Ok. はい。mỗi lần tôi đều xem tin tức trên TV.Mỗi lần hả? Mai băng là từ gì nhỉ? Mai băng chính là mỗi tối, hàng tối chứ, đúng không? Rồi, vậy câu này dịch lại như sau. Mỗi tối thì tôi đều xem news là tin tức thời sự ở trên TV. Ok đấy. Rồi, vì sao ba đáp án còn lại sai này thì chúng ta sẽ cùng nhau dịch nghĩa nhá. Số 1, noto chính là quyển vở, đúng không nào? Quyển vở, đúng rồi. Số 2, radio chính là cái radio thôi, cái đài ấy mọi người. Còn số 4, posto.Posto là gì nhỉ? Posto thì có thể là cái hòm thư của mình này, đúng không? Posto. Ok, đi tiếp nha mọi người nhá. Câu số 7 nào. Toshokan no hon o naninani. 1. Oshimashita. 2. Kaeshimashita. 3. Kaerimashita. 4. Owarimashita. Ở đây mình sẽ có một gợi ý chính là cái từ hon, đúng không? Các bạn đều biết rồi là quyển sách. Vậy động từ gì đi với sách nhỉ?Toshokan là gì nữa nào? Hãy wakarimasu ka? Ja, kotae wa? Jan jan! 2 ban desu! Kaeshimashita! Hãy, so desu ne! Rồi, tất cả mọi người đều chọn 2, chính xác quá! Rồi, trả sách của thư viện, chính xác! Động từ kaeshimasu sẽ có nghĩa là trả, đúng không? Ví dụ như trả tiền này, trả sách này, thì câu này sẽ là trả sách của thư viện. Toshokan desu ne! Đáp án số 1, oshimashita là của động từ gì mọi người nhỉ? Oshimashita chính là...Oshimasu là ấn, nhấn, bấm. Ví dụ như các bạn nói là ấn nút chẳng hạn thì sẽ là Botan no oshimasu, đúng không? Botan no oshimasu. Số 3, kaerimashita là của động từ kaerimasu, chính là động từ về, đúng không? Ví dụ mình muốn nói là về nhà, uchi ni kaerimashita, tôi đã về nhà rồi. Còn số 4, owarimashita là động từ gì nhỉ? Kết thúc, đúng không nào? Ví dụ công việcđã kết thúc rồi. Shigoto ga owarimashita. Có dễ không ạ? Hai. Hai ikimasu ne. Tiếp theo câu số 8. 8 番. Nani nani desu kara chikae ikanai de kudasai. Rồi, một ngữ pháp nữa cực kỳ điển hình của N5 luôn, đó chính là ve nai de kudasai. Lúc nãy thì mình đã có thể khẳng định là vete kudasai, hãy làm gì rồi đúng không? Thế bây giờ phủ định của nó chính là nai de kudasai đó mọi người.Xin đừng làm về, đúng không? Vậy đừng làm gì đây? 1. Abunai. 2. Itai. 3. Oki. 4. Toi. Hãy. 4 đáp án đều là 4 tính từ đuôi y, đúng không nào? 4 tính từ đuôi y. Rồi, để phù hợp nhất với ý nghĩa của câu này thì các bạn sắp xếp lần lượt và hoặc là sử dụng phương án loại trừ nhé. Deskara cũng là một ngữ pháp cực kỳ quen thuộc rồi, chính là thể hiện mối quan hệ nguyên nhân kết quả vì, đúng không? Vì chấm chấm chấm. Xin đừng làm gì. Hay. Ok desu ne, chính xác đáp án là ichi abunai. Abunai thì sẽ mang nghĩa là nguy hiểm, đúng không nào? Vì vậy chúng ta sẽ dịch lại cả câu nhé. Vì nguy hiểm cho nên đừng đi xuống hầm nhé. Chika các bạn còn nhớ không? Hầm, đúng không nào? Đáp án số 2, itai, ita. Ita là đau, đúng không? Ví dụ như nói đau bụng thì các bạn nói được chưa nhỉ? Onaka ga itai desu, đúng không? Onaka ga itai desu. Số 3, oki là chỉ kích thước, đúng không? Kích cỡ rất là to, ví dụCăn phòng này to quá. Kono heya wa oki desu ne. Rồi, số 4. Tooi. Tooi là chỉ khoảng cách cự ly, đúng không? Chính là xa ấy. Ví dụ từ nhà tôi đến nhà ga thì rất là xa. Watashi no uchi kara eki made
Tôi des. Đó, các bạn nhớ là trong quá trình chúng ta học từ vựng ấy thì mình sẽ cố gắng thành lập thành một câu ví dụ đơn giản thôi, ngắn gọn thôi. Nhưng các bạn thấy không ạ? Trong câu đấy mình đã cố gắng sử dụng được rất là nhiều các từ vựng hoặc là ngữ pháp khác rồi, thì như vậy mới là hiệu quả trong việc học hơn đấy ạ. Tiếp theo nào mọi người, câu số 9, 9 bảng. Kono kamera de watashi o nani nani kudasai. Kono kamera de watashi o nani nani kudasai. 1 買って 2 待って 3 取って 4 持って. Hãy tiếp tục là 4 đáp án được chuyển sang thể T rồi. Hãy ý nghĩa phù hợp nhất cho câu 9 là gì mọi người nhỉ? Camera là chiếc máy ảnh đúng không? Rồi nani nani te kudasai. Hãy nan wan desu ka? Hãy ii desu ne. Rồi mọi người dịch giúp mình câu này được không? San bằng là gì nào? Hãy tote thì có nghĩa là torimasu, chụp đúng không? Liên quan tới máy ảnh thì chắc là chỉ có chụp ảnh thôi, phải không nhỉ? Vì vậy câu này mình sẽ hiểu là hãy chụp ảnh tôi bằng chiếc máy ảnh này nhé. Được nè, ví dụ các bạn nhờ ai đó là à, chụp cho tôi bức ảnh bằng cái máy ảnh này nhé, được không? Ok không mọi người, hiểu chưa ạ? Các bạn có biết những động từ còn lại số 1, số 2 và số 4 mang nghĩa là gì không? Để có thể hiểu nghĩa chính xác nhất thì các bạn có thể là chuyển sang thể mắt sự hoặc là thể đự trước khi nó chia sang thể T xem sao. Rồi, katte là của động từ kaimasu đúng không? Thì mình sẽ có là mua, katte, kaimasu, mua. Số 2, matte là của machimasu, chờ, đợi đúng không? Còn số 4, motte là của mochimasu, cầm, nắm. Đúng rồi, rất tốt nha. Hãy ikimashou, Jiu bảng. Rồi một nửa rồi mọi người ơi. Đó, mỗi hôm một tiếng chúng ta sẽ cùng nhau học về 20 câu quan trọng nhất, gọi là thông dụng nhất của mỗi cấp độ luôn mọi người nhá. Câu số 10 này, Jiu bảng. Saka no nani nani o shimasu. Saka no nani nani o shimasu. 1 senshu, 2 renshu, 3 koto, 4 sports. Nan ban desu ka? Lại là một câu mà có quá nhiều đáp án khác nhau. 50-50 đúng không? Một nửa chọn 4, một nửa chọn 2. Đương nhiên đáp án của chúng ta thì chỉ có một thôi, và đó chính là đáp án số 2. Ni wan desu yo. Hai, ni wan desu ne. Tại sao lại là 2? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Đầu tiên, saka có nghĩa là bóng đá rồi. Shimasu là động từ đúng không? Vậy chúng ta sẽ hiểu là chơi bóng đá, luyện tập bóng đá. Mà luyện tập thì mình có từ gì nhỉ? Renshu, đúng không lớp mình? Renshu o shimasu là luyện tập, tập luyện, đúng không? Còn các bạn chọn 4 thì chắc là mọi người đang bị hiểu lầm rồi. Từ sports thì có nghĩa là thể thao. Chúng ta ví dụ như là bạn thích môn thể thao nào nhất đi, đúng không? Sports de nani ga ichiban suki desu ka? Đúng không? Hoặc đơn giản là bạn có thích thể thao không thôi. Sports ga suki desu ka? Còn lại số 1 và số 3 không ai chọn vì các bạn loại được ngay, đúng không? Dịch ra là đã loại trừ được rồi. Số 1 từ senshu thì sẽ mang nghĩa là tuần trước, đúng không? Senshu. Còn số 3, koto. Koto là cái gì nhỉ? Koto á, cái áo, đúng không? Ví dụ mặc áo chẳng hạn này. Koto kimasu. Đấy, các bạn mà vừa chọn nhầm số 4 mọi người hiểu hơn chưa? Rồi, đi tiếp nha. Câu 11. Rồi, đừng đi lên viết xe đổ nữa nha. 11 phải làm đúng cả lớp này. Chắc chắn 100% phải chọn đúng này. Rồi, ok, đáp án của câu 11 này, tất cả mọi người đều chọn đáp án số 2. Gọi taxi, đúng rồi. Ồ, có hai bạn chọn một nha. Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta lại đi phân tích xem tại sao một và hai mọi người lại phân vân nhiều đến thế ạ. Nhi bảo, rồi chúng ta sẽ phân tích từ đáp án đúng trước nhá. Yonde là được chia của động từ yobimasu, có nghĩa là gọi, đúng không? Có một số bạn đã comment được cách dịch rồi, chính là hãy gọi taxi. Được chưa nào? Yobimasu là gọi, gọi taxi, gọi tên, vân vân. Còn số 1, notte là được chia từ động từ norimasu, có nghĩa là leo lên. Các bạn hay dùng là densha ni norimasu này, basu ni norimasu, đúng không? Chúng ta đi tàu hay là đi xe buýt. Vậy các bạn đã nhận ra tại sao mà mình chọn nhầm chưa? Chính là do trợ từ, đúng không? Ở đây, trợ từ của mình là u, vì vậy mình sẽ chọn động từ là gọi taxi. Còn nếu trợ từ là nhị thì các bạn có thể chọn đáp án số 1 được, là động từ leo lên xe, đúng không? Thì mình sẽ dịch là đi tàu, đi xe buýt, đi taxi thì mới đúng được nha. Các bạn chọn một nhận ra chưa?
Đấy, vì vậy là chúng ta cần phải để ý một chút xíu về cái mặt trợ từ nữa. Và thông qua những cái câu như thế này thì các bạn cũng sẽ kaiwa sẽ đúng hơn, tự nhiên hơn. Số 3 và số 4 không ai chọn này. Tốt tệ là động từ, lúc đấy mình có dịch là lấy đúng không? Hay là chụp cũng được. Còn số 4, át tệ là có thể chia từ động từ adimas có này, hay là imas gặp đúng không? Ok. Hay, ikimasu. 12番. Rồi, câu tiếp theo, câu số 12. So desu ne, len ni xuống ố. Vào ni ra ố nữa đúng không? Một số câu thần chú mà các bạn học từ sơ cấp đến bây giờ không thể nào quên được. Câu số 12 của mình nào. Sayonara nani nani ashita. 1 mo, 2 domo, 3 mata, 4 motto. Hai. Mata shita là một cái cụm từ mà ngày nào chúng ta cũng nói đúng không? Nên chắc chắn câu này không ai nhầm được rồi. So desu ne. Mata shita là hẹn gặp lại ngày mai nhé, đúng không? Sayonara, tạm biệt, đúng rồi. Tạm biệt cậu, hẹn cậu ngày mai nhé, chính xác. Rồi, bây giờ đố mọi người nhá. Số 1, mo. Số 2, đô mộ. Số 4, mốt tộ. Có nghĩa là gì? Và nếu mà được hơn nữa thì mọi người thử lập câu ví dụ dùng những cái từ còn lại đi. Đấy, để xem là chúng ta đã thực sự hiểu bản chất của từ đấy hay chưa? Mình đã vận dụng được nó vào trong câu nói kaiwa của mình hay chưa? Ngủ ngon à? ngủ ngon thì chúng ta có thể dùng là oyasumi nasai, đúng không? Sayonara là tạm biệt, là bye bye thế này này. Đấy. Rồi, chính xác, từ mô, các bạn hay dùng từ moichido đúng không? Khi mà mình chưa kịp nghe hoặc là mình không hiểu. Moichido onegaishimasu, lại một lần nữa này. Hay là mô thì hay đi với đuôi vê tạ, đúng không? Là đã làm gì rồi, ví dụ tôi đã ăn cơm rồi. Mô gohan o tabemashita, đúng không? Số 2, đô mô, đúng rồi. Như bạn Lâm có comment là đô mô arigato gozaimashita, chính xác, nó được dùng trong câu cảm ơn, đúng không? Cảm ơn, đô mô. Hay thậm chí nó dùng trong lời chào, đô mô, thế thôi đúng không? Nó sẽ đồng nghĩa với là chào, xin chào, đúng không? Ừ. Còn số 4, từ motto, bạn Quốc Khánh có lấy ví dụ là motto hayaku netara iyo, đúng không? Là nên đi ngủ sớm đi, chính xác. Motto gambarimasho, đúng không? Chúng ta phải cố gắng hơn nữa mọi người nhé. Hay. Rồi, ít tiếp. Câu số 13. Hay, 13 nào. Me ga warui desu kara nani nani o kakemasu. Me ga warui desu kara nani nani o kakemasu. Hai. 1 pen, 2 koto, 3 boshi, 4 megane. Hai. Hầu hết mọi người đều chọn đáp án số 4 là megane. Lê Hằng chọn 4, Sang chọn 4. Ok. Lý do chúng ta chọn 4 á, thì thứ nhất là mọi người có thể dựa vào dấu hiệu là động từ kakemasu, đúng không? Thì chúng ta có luôn một cụm là megane o kakemasu, chính là đeo kính, đúng không ạ? Còn dịch lên cả câu này thì chúng ta sẽ có một cụm như sau, desu kara vẫn là nguyên nhân kết quả vì, đúng không? Vì mắt tôi bị mỏi, mắt xấu thì các bạn hiểu là mắt mỏi hoặc là mắt không nhìn rõ đi, đúng không? Nên là phải đeo kính, megane o kakemasu. Số 1, pen chính là cái bút, đúng không? Hay chẳng hạn như cái này, pen thì mình sẽ hiểu là pen de kakemasu, đúng không? Viết bằng bút này. Số 2, koto, lúc này chúng ta có nói rồi. Koto là cái áo khoác đấy mọi người. Thì động từ mặc là gì nhỉ? Koto kimasu, đúng không? Koto kimasu. Còn số 3, từ boshi chính là cái mũ, đúng không nhỉ? Boshi là mũ, thì mình sẽ hiểu là boshi o kaburimasu. Boshi o kaburimasu là đội mũ, được không lớp mình? Đấy, tương tự như vậy nhá, là các bạn cố gắng mình lấy một câu ví dụ ngắn gọn thôi, đơn giản thôi, sử dụng những cái từ vựng này để xem là mình đã thực sự hiểu bản chất của nó hay chưa. Tiếp theo nào mọi người ơi, câu số 14 nào. 14 nha. Mainichi nani nani nihongo no benkyo shimasu ka? Một câu hỏi nào. Mainichi nani nani nihongo no benkyo shimasu ka? Vì là câu hỏi đúng không? Có đuôi ka, cho nên bốn đáp án bên dưới đều là từ để hỏi. Gimonshi. Hãy zen vợ ichiban desu ne. Ok, chắc chắn rồi. Đáp án của chúng ta là ichiban desu. Hãy dore gurai. Rồi, dore gurai nghĩa là gì mọi người nhỉ? Tại sao mọi người chọn đáp án này? Chúng ta thử dịch lên câu văn nhá. Hãy mainichi dore gurai nihongo no benkyo shimasu ka? Hãy
Đố đây gơ đai là một từ để hỏi về khoảng cách và thời gian mọi người nhé. Khoảng cách và thời gian. Vì vậy câu này mình sẽ hiểu là mỗi ngày bạn học tiếng Nhật bao nhiêu tiếng. Được chưa ạ? Bao nhiêu tiếng. Được nhé. Mọi người học bao nhiêu tiếng nào? Ví dụ như là học 2 tiếng thì mình sẽ nói là gì nhỉ? 毎日 2時間 ぐらい 日本語 勉強 します. Đúng không? Hãy, 皆さんは どのぐらい どれぐらい ですか? Ừ, so ですね. Số 2, いくつ nó sẽ có hai nghĩa nha. Số 2, いくつ thì mình sẽ hiểu là mấy cái, đúng không? Đơn vị đếm chữ mà chúng ta đã từng học rồi. Ngoài ra nha, có một cái cách dịch nữa mà các bạn rất là hay quên, đó chính là hỏi tuổi. Bình thường khi học từ bài 1 chúng ta đã biết hỏi tuổi là gì nhỉ? Oikutsu desu ka? Đúng không? Đấy là cách nói mà nó rất là lịch sự bởi vì nó có thêm o ở phía trước. Ngoài ra nếu mà các bạn hỏi tuổi của những em bé thôi, những người mà thấp hơn mình, bé hơn mình thì các bạn chỉ cần hỏi ikutsu desu ka? Đúng không? Cái này là mình rút ra trong quá trình đi dạy ấy. Rất nhiều bạn không biết ikutsu là để hỏi tuổi đâu. Mọi người chỉ biết có mỗi một nghĩa là hỏi bao nhiêu cái thôi. Đấy. Đúng rồi, bằng nansai desu ka đấy mọi người, chính xác. Còn số 3, ikaga. Ikaga là hỏi như thế nào, đúng không? Ví dụ mình cho các bạn một câu hỏi nha. Kyo no jiugyo wa ikaga desu ka? Các bạn nghe được không? Mui chido desu ne. Kyo no jiugyo wa ikaga desu ka? Đó. Các bạn nghe ra không ạ? Đúng rồi, buổi học ngày hôm nay như thế nào? Đấy, thì ikaga mình vừa lấy ví dụ cho mọi người đấy nhá. Ikaga desu ka là như thế nào? Còn số 4, dochira ga? Chưa bạn nào lấy ví dụ câu này nhỉ? Mọi người thử lấy ví dụ đi. Dochira ga? Ví dụ trong những câu so sánh nhỉ? Giữa A và B thì bạn chọn cái nào hay là bạn thích cái nào chẳng hạn? Thì mọi người thử nghe và trả lời câu hỏi của mình nha. Suika to ringo to dochira ga suki desu ka minasan? Hai. Suika to ringo to dochira ga suki desu ka? Nghe ra không? Mọi người nghe được không ạ? Đấy, thì đấy là cái cách sử dụng của dochira ga ấy. Ok, hai, ikimasu. Tiếp theo, câu số 15. 15 nào. Kono nani nani wa amai desu ka? Ở đây chúng ta sẽ có tính từ amai. Ngọt đúng không nào? Vậy cái gì ngọt này? Ichi, kuramono. Trái cây ngọt. Quá chuẩn rồi, ok rồi đúng không? Vì vậy không chần chừ, ichi bằng luôn, chọn luôn. Số 2, fuku là cái gì nhỉ? Quần áo đúng không? Quần áo thì không ngọt được, quần áo đẹp, xấu, rách rồi là mới, cũ thôi đúng không? Không chọn fuku nha. Số 3, kagi. Kagi là cái gì nhỉ? Kagi, chìa khóa, đúng rồi. Và số 4, futo, lúc đấy có một bạn chọn ấy. Futo là gì nhỉ? Chúng ta loại trừ được đúng không? Futo chính là cái phong bì. Đúng không? Phong bì, futo desu ne. Được chưa mọi người? Suki, 16. Hai, 16 bạn. Ok. Watashi wa Chugoku kara nani nani. Watashi wa Chugoku kara nani nani. 1. Imashita. 2. Kimashita. 3. Tsutomemashita. 4. Tabemashita. Ok. Câu này thì mình đoán 100% các bạn không ai chọn sai được. Trong giới thiệu bản thân chỉ cô Sokai mình nói suốt rồi đúng không? So desu ne. Kimashita. Tôi đến từ Trung Quốc. So desu. Nhi bảng. Đó. Câu giới thiệu bản thân mình nói nhiều rồi. Watashi wa Betonamu kara kimashita. Hai. Betonamu no Hanoi kara kimashita. Minasan wa dochira kara kimashita ka? Imashita là động từ imasu, là thể hiện sự có này, đúng không? Có hoặc là thể hiện sự tồn tại ở đâu đó này. Số 3, tsutomemashita. Động từ tsutomemasu có nghĩa là mình làm việc hoặc là mình đảm nhận một cái chức vụ công việc nào đó. Còn số 4, tabemashita. Dễ quá, động từ ăn, đúng không? Minasan, hidogohan wo tabemashita ka? Watashi wa mada tabete imasen. Ima onaka ga suimashita. Hai, sukimashita. Hai, 次, 17番. Câu 17. Những năm gần đây, đề thi GLBT có đưa dạng kaiwa vào trong đề từ vựng và trong đề ngữ pháp rất là nhiều. Mặc dù là vẫn hỏi về từ vựng ngữ pháp thôi, thế nhưng mà họ đang triển khai theo dạng là kaiwa A và B ấy, mọi người. Đấy, thì trong quá trình chúng ta học, các bạn ôn thi, các bạn cũng sẽ học hỏi được rất là nhiều những cái cách kaiwa, đúng không? Rất là hay. Hay, E-san. Hajimemashite. Onamae wa bi tan desu. Nani nani. Hai, đây là một câu chào hỏi bình thường, thông thường thôi. Hajimemashite. Onamae wa
tan des. 1. Domo arigato. 2. Dozo yoroshiku onegaishimasu. 3. Oyasumi nasai. 4. Wakarimasen. Hai. 5 番ですか? Chính xác, đáp án của mình là 2 番. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Khánh Linh 2, rất tốt. Hai. Câu này là trong câu giới thiệu bản thân đúng không? À, rất vui được gặp bạn này, hay là rất hân hạnh được gặp bạn. Sau đó, onamae wa muốn hỏi bạn B là bạn tên là gì, đúng không? Bạn B trả lời là tôi tên là Tan, Tân chẳng hạn này. Dozo yoroshiku onegaishimasu, đúng không? Mong bạn sẽ giúp đỡ nhé, đúng không nào? Hai. Domo arigato thì cũng rất là dễ, chúng ta sẽ dùng khi nói lời cảm ơn, đúng không? Số 3, oyasumi nasai được dùng khi mình chúc ngủ ngon đối phương này, hay còn gọi tắt là oyasumi. Còn số 4, wakarimasen, wakaranai, tôi không hiểu gì hết. Minasan, nihongo ga wakarimasu ka? Hai. So desu ne. 次, 18 番です. 18 番行きましょう。山田さんは日本語の何々です。山田さんは日本語の何々です。1. 会社 2. 先生 3. 学校 4. 病院はい。Câu 18 nào mọi người? 何番ですか? はい。Anh Yamada là giáo viên tiếng Nhật, so desu ne. Yamada-san wa nihongo no sensei desu, là giáo viên tiếng Nhật, so desu ne. Hai. Ichi, kaisha. Kaisha là công ty thôi đúng không? À, số 3, gakko là trường học này. Và số 4, byouin là bệnh viện. Hai. Ikimasu. 19 bảng. Câu số 19. Ok, chị gái của tôi hiền lành, chính xác. Yasashi, rất tốt. Ane là chị đúng không? Chị gái của tôi là một người yasashi, hiền lành, dễ tính. Số 1, atarashi, chị gái tôi mới, không nói thế được đúng không? Ví dụ như là cái đồng hồ này mới hay là cái bảng điện tử này mới. Cái bảng điện tử này rất mới nha, thầy Dũng vừa mới mua đấy mọi người. Atarashi để xíu. Đấy. Còn hiroi, hiroi là rộng đúng không? Căn phòng này rất là rộng. Hãy, konoheya wa hiroi desu nha. Số 3, nagai. Nagai là dài. Các bạn thấy tóc mình dài không? Watashi no kami wa nagai desu ne. Nagai. Đấy. Ok. Câu cuối cùng. Sai go rồi. Nhanh quá. Đã đến câu cuối cùng rồi. Mọi người thấy nhanh không ạ? Muốn học thêm không? Câu cuối cùng rồi nha. Câu 20 rồi nha. Đấy. So desu ne. Tiếp tục chúng ta sẽ ôn về tính từ tiếp. Thì từ kawaii chúng ta nói rồi. Kawaii. Đúng không? Rất là dễ thương này. Thì chủ ngữ mình sẽ có ototo là em trai. To là và đúng không? Và em gái thì đều rất là dễ thương. Kawaii desu ne. Còn số 2, furui là động là tính từ gì nhỉ? Cũ đúng không? Cái gì cũ bây giờ nhỉ? Cái đôi dép này cũ đi đúng không? Kono slipper wa furui desu ne. Đúng chưa? Số 3, amai. Amai là ngọt, hôm nay chúng ta cũng nói rồi. Kono kudamono wa amai desu ne. Còn số 4, nagai là dài, tóc dài này, rồi là cái quãng đường hoặc cái chiều dài nó rất là dài, được chưa? Dòng sông dài, vân vân. Hai, ii desu ne. Hai, mọi người thấy bài học ngày hôm nay như thế nào ạ? Có hiệu quả, có hữu ích và có thú vị không mọi người? Hai. Thì mọi người nhớ lốt lịch nhá, chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp vào các buổi sáng thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và tất cả các N luôn. Khung giờ này mọi người nhá, nhớ vào sớm sớm để học được nhiều nhá. Chứ vào mỗi tí xong có hết rồi thì mọi người lại bảo nhanh quá, em muốn thêm. Được không? Ok desu ne. いいですか? いかがでしたか? はい、お疲れ様でしたね。Xin cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay đã ghé qua livestream của Dũng Body cùng học với mình và các bạn. Thì các bạn nhớ lốt lịch nhá. Sensei ơi, em đang bị mất gốc thì làm thế nào ạ? Mất gốc à? Ừ, mình quên chưa giới thiệu đúng không? Này mọi người nhá, hầu hết là những câu ngày hôm nay chúng ta chữa thì đều được lấy từ cuốn sách tổng ôn N5 của Dũng Body. Và bạn nào mà đang bị mất gốc thì mọi người cũng có thể tìm đọc và mua cuốn sách này. Hiện tại thì sách đã có bán cả ở Nhật và cả Việt rồi. Thì trong sách đã tổng hợp tất cả rất là chi tiết đầy đủ về
kiến thức cơ bản này, chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp, phân tích chuyên sâu và phần luyện tập cho mọi người luôn, cực kỳ nhiều môn đai. Và sau mỗi lần mà chúng ta làm xong thì ngay phía cuối sách sẽ có đáp án chi tiết và giải thích đương nhiên bằng tiếng Việt rồi, cực kỳ dễ hiểu mọi người nhé. Có bạn nào mà đang học giáo trình tổng ôn N5 của Dũng Odi chưa thì các bạn có thể để lại feedback, đúng không, review chân thực cho các bạn khác đấy, thì các bạn N5 có thể tham khảo cuốn sách này nha. Và tương tự các buổi live tiếp theo thì Dũng Odi cũng sẽ chất lọc những câu gọi là hay nhất, thông dụng nhất từ các đầu sách của Dũng Odi luôn để các bạn có thể là tham khảo này và cùng nhau ôn tập trong giai đoạn sắp tới. Hai ideska miemasuka? Đó, thì mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Và bạn nào có quan tâm thì các bạn có thể comment xuống bên dưới phần bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp trên fanpage của Dũng Odi thì để được tư vấn chi tiết hơn, được không ạ? Có bạn nào có câu hỏi gì không? Hay, có tổng ôn N3 Khánh Linh rằng nha. Tổng ôn N3. Hay, N3 thì chúng mình không lấy tên là tổng ôn N3 nhưng sẽ là quyển Gungun Jotatsu bao gồm Kanji này, Mojigoi và Bunbo của N3. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều các bài tập được sắp xếp theo đúng cái format ra đề thi của GLBT luôn. Và với mỗi một phần bài tập như thế thì đầu tiên chúng ta sẽ có phần cách làm mọi người ạ. Tức là phương pháp để chúng ta làm cái dạng bài này như thế nào cho nhanh này, rồi là những cái chú ý là về trường âm, biến âm hoặc là những trường hợp dễ nhầm lẫn đó, thậm chí là còn liệt kê, còn tổng hợp các từ vựng chữ Hán xuất hiện trong đề thi từ năm 2015 cho tới nay luôn. Và đương nhiên rồi, sau mỗi phần đáp án đấy các bạn thấy không, rất nhiều bài đục lỗ, bài sao, bài tìm từ đồng nghĩa, vân vân. Đấy, cuối sách thì cũng sẽ có phần giải thích đáp án chi tiết ạ. Mọi người tham khảo nhé. Osusume desu. Ideska? Rồi, vậy chắc hôm nay chúng ta sẽ đến đây thôi mọi người ha. Hẹn mọi người ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tổng ôn N4. Ideska và kadimasu ka? Hai, chào mata ashita. Bye bye. Otsukaresama deshita.